Hậu Giang với các hoạt động chăm lo Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. An toàn giao thông cuối tuần ghi nhận về việc tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy nội địa từ đây đến cuối năm. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2015, nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch, cũng là ngày mà các em thiếu nhi vui đón Tết Trung Thu. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các em thiếu niên nhi đồng sự quan tâm sâu sắc. Vào những ngày kỷ niệm quốc tế thiếu nhi, ngày khai trường, Tết Trung Thu, hay mỗi khi các em làm được việc tốt, đạt thành tích xuất sắc, Bác Hồ thường đến thăm hỏi, động viên hoặc gửi thư, tặng quà. Có những lá thư Trung Thu Bác viết từ năm 1945 nhưng vẫn còn vọng mãi cho đến hôm nay, là nguồn động lực giúp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác. Đây còn là dịp để Đảng, Nhà nước cùng quan tâm chăm lo cho thế hệ thiếu nhi, những người chủ tương lai của đất nước. Tết Trung Thu độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác đã viết đến 2 bức thư gửi thiếu nhi cả nước. Trung thư viết ngày 22 tháng 9 năm 1945, Bác dặn dò thân ái: các em phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với bầu bạn phải yêu kính, các em phải thương yêu nước ta. Mong các em mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với một nước độc lập tự do. Trung thu năm 1952, Bác Hồ viết thư bằng những vần thơ gần gũi. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh, mong các cháu cố gắng thi đua học và hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Với những lời dặn dò ân cần, trìu mến của Bác, mãi tỏa sáng như ánh trăng rằm Trung Thu. Tiếp nối những tình cảm của Bác, Hậu Giang cùng với cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự chăm lo cho trẻ em. Mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh đều chọn một điểm tổ chức chương trình văn nghệ, rước đèn, tổ chức trò chơi, múa hát, tặng quà, xe đạp, học bổng, tạo không khí vui tươi, ấm cúng trong đêm trăng rằm. Trong những ngày qua, các sở ban ngành địa phương đã trao tặng trên 2.600 phần quà cho các em vui Trung Thu. Hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hậu Giang được lãnh đạo tỉnh quan tâm vận động các mạnh thường quân để mang những hơi ấm cho các em đón Trung Thu thật ý nghĩa và ngập tràn tình yêu thương. Sự sẻ chia của cả cộng đồng, xã hội, chắc chắn niềm vui sẽ được lan tỏa đến mọi nơi, giúp trẻ em nghèo, chịu thiệt thòi, thiếu may mắn, được đón một Tết Trung Thu trọn vẹn ý nghĩa. Và cùng với không khí vui Tết Trung Thu của cả nước, thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang cũng đã gửi thư chúc Tết Trung Thu đến các em thiếu nhi trong toàn tỉnh. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin trân trọng trích thư chúc Tết Trung Thu như sau. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, trong niềm hân hoan chào đón Tết Trung Thu năm 2015,
các cô chú thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh những tình cảm yêu thương, lời thăm hỏi ân cần. Chúc các cháu vui đón Tết Trung Thu thật ý nghĩa và hạnh phúc. Trong năm học vừa qua, các cháu đã có nhiều phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực như Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, vì đàn em thân yêu, giúp bạn đến trường, vòng tay bè bạn, nghìn việc tốt, hũ gạo quàng khăn đỏ và chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hậu Giang, đạt được nhiều thành tích rất đáng biểu dương. Nhiều cháu tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng với ước mơ hoài bão tốt đẹp, ý chí và nghị lực vươn lên mạnh mẽ, các cháu đã phấn đấu học tập, rèn luyện tốt. Với những thành tích đạt được, các cháu đã đóng góp vào sự phát triển của quê hương Hậu Giang, làm cho ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo vui lòng và bạn bè yêu mến. Thân ái, hết thư. Thưa quý vị, sự chăm lo của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành được cụ thể hóa bằng những hành động để làm cho Tết Trung Thu thêm ấm áp ý nghĩa hơn đối với các em thiếu nhi, nhất là đối với những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày qua, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho các em với mong muốn giúp các em được hưởng Tết Trung Thu vui vẻ và ý nghĩa. Sau đây là phần tin tổng hợp các hoạt động tại các địa phương. Tại thành phố Vị Thanh, với chủ đề Dần Trăng Yêu Thương, hơn 150 cháu thiếu nhi nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, tham gia các trò chơi dân gian, thể hiện đúng tinh thần là đêm hội của tuổi thơ. Ban tổ chức cũng trao tặng 150 phần quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa cho các em, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Tối qua, thị đoàn Long Mỹ tổ chức Tết Trung Thu cho hơn 310 em thiếu nhi ở xã Tân Phú. Khi tham gia lễ hội, ngoài được nghe đọc thư chúc Tết Trung Thu của quý lãnh đạo, các em thiếu nhi còn được tham gia phá cổ rước đèn, trò chơi dân gian và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn. Dịp này, 310 em thiếu nhi của xã Tân Phú còn được tặng quà bánh với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng. Sau đó, các xã, phường trên địa bàn thị xã sẽ đồng loạt tổ chức Tết Trung Thu cho khoảng 2.500 em thiếu nhi. Vừa qua, huyện Châu Thành A tổ chức đoàn tặng quà trung thu cho 30 thiếu nhi mồ côi ở nhà trẻ Hoa Mai. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các em vượt khó học tập, đồng thời chúc các em hưởng trọn niềm vui của Tết Trung Thu. Đoàn cũng trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng. Ngoài ra, huyện còn tổ chức Tết Trung Thu và tặng 270 phần quà cho các em thiếu nhi nghèo ở xã Tân Hòa, thị trấn Bảy Ngàn, con em cán bộ công chức. Còn tại huyện Vị Thủy, 100 em thiếu nhi là con của cán bộ công nhân viên chức lao động trong huyện đã tham dự đêm hội trăng rằm, xem các tiết mục văn nghệ, nghe những lời dặn dò ân cần của các cô chú lãnh đạo và mỗi em được nhận một phần quà trị giá 200.000 đồng. Những món quà này thể hiện tình cảm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của các ngành dành cho các em thiếu nhi trong mùa Trung Thu, tạo động lực để các em cố gắng học tập thật giỏi, trở thành người công dân hữu ích cho xã hội. Tết thiếu nhi đang hiện hữu khắp nơi. Với những gia đình có điều kiện tốt thì Trung Thu thật sự là một ngày hội. Nhưng còn không ít trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em công nhân lao động, thì Tết Trung Thu còn lắm những nỗi lo. Vì vậy, chương trình Dần Trăng Yêu Thương do Đoàn Khối Doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn, Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hậu Giang và Huyện đoàn Châu Thành tổ chức cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn là con em công nhân lao động đã mang lại nhiều ý nghĩa. Những món quà tuy nhỏ nhưng thật sự đã mang hơi ấm niềm vui cho các em. Dù 18:30 chương trình mới diễn ra, nhưng các em thiếu nhi trong khu cụm công nghiệp Sông Hậu đã có mặt từ rất sớm, háo hức trước ảnh Bác vui Trung Thu. Vì là lần đầu tiên được tham dự một hoạt động cộng đồng như thế này, nên các em không giấu được sự phấn khởi khi trả lời những câu hỏi đố vui. Nhờ thế, không khí vui tươi ấm áp lan tỏa khắp khán phòng. Năm nay con được dự đêm Trung Thu do các ban lãnh đạo, các huyện Quỳ Châu Thành và tỉnh Hậu Giang tổ chức thì con rất là vui. Phần hát múa này thì là con rất là háo hức và vui lắm. Còn rất là cố gắng để hát được cho các bạn cùng nghe. Đây là lần đầu tiên đoàn khối doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hậu Giang
và huyện đoàn Châu Thành tổ chức một chương trình trung thu đặc biệt như thế này cho các em thiếu nhi. Khu công nghiệp Sông Hậu hiện nay có 6 doanh nghiệp đang hoạt động thường xuyên với hơn 4.000 công nhân lao động. Đa phần đây đều là các công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nên sự quan tâm là một điều khích lệ đối với lực lượng công nhân. Các cháu chính là người chủ tương lai của đất nước sau này. Muốn học tốt, muốn học giỏi thì ngoài cái việc mà chúng ta lo đầy đủ tập vở cho các em thì còn có cái yếu tố tinh thần hết sức là quan trọng. Những hoạt động như thế này thể hiện sự chăm lo cho thiếu niên nhi đồng, là động lực để anh chị em công nhân hăng say làm ra nhiều sản phẩm, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Hậu Giang sắp tới. Dịp này, ban tổ chức và nhà tài trợ, công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang đã tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi, tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 40 triệu đồng. Tiếp tục chương trình là tiết mục an toàn giao thông cuối tuần qua phần trình bày của biên tập viên Kim Anh. Nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, nhiều năm qua, các địa phương trong tỉnh đã có những phương án hiệu quả. Trong đó, việc sử dụng nguồn lực tại chỗ được đánh giá cao. Phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy vừa ra mắt đội ứng cứu tai nạn giao thông có địa điểm chốt trực được đặt tại trụ sở khu vực 4 nằm trên tuyến quốc lộ 1 là một ví dụ. Đây là một phương án mới đưa vào thực hiện, cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trong việc khắc phục hậu quả tai nạn giao thông. Đội ứng cứu tai nạn giao thông phường Hiệp Thành có 10 thành viên là những đoàn viên thanh niên tại địa phương đã được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu. Đội có nhiệm vụ thường xuyên túc trực để thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu cho những người không may bị tai nạn giao thông và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất nhằm góp phần hạn chế thiệt hại về sức khỏe và tính mạng của người dân khi bị tai nạn giao thông. Bên cạnh việc ứng cứu tại chỗ thì những biện pháp phòng tránh trước mắt luôn cần được quan tâm. Hiện nay, tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường vẫn tiếp tục tái diễn, làm tăng cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt địa bàn, kiên quyết không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường tăng cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra, trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra Giao thông đã phối hợp với Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các công trình xây dựng trái phép. Nhắc nhở hơn 1.500 hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Giải tỏa hơn 300 mái che, 900 ô dù các loại và hơn 200 biển hiệu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tổ chức gần 900 cuộc tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 500 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Long Mỹ là đơn vị hành chính mới được chia tách. Bên cạnh những hoạt động củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy hành chính, thì thị xã Long Mỹ còn quan tâm đến việc quản lý đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân an tâm trong cuộc sống. Được biết, để tiện cho việc sinh hoạt và buôn bán, kinh doanh hàng ngày, phần lớn các hộ dân ở khu vực này đều xây thêm bệ trên vỉa hè, gây hệ lụy mất vẻ mỹ quan đường phố và làm ngập cục bộ mỗi khi trời mưa. Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Long Mỹ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bình Thành và chi nhánh cấp thoát nước công trình đô thị số 2 tổ chức đoàn tuyên truyền, vận động các hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Huệ và khu tái định cư thuộc khu vực 1 phường Bình Thành tháo dỡ các bệ bục mà hộ dân tự xây cất lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua tuyên truyền, vận động, phần lớn người dân đều đồng tình và phối hợp đập bỏ, tháo dỡ, đồng thời tiến hành quét dọn mặt lộ sạch sẽ, theo yêu cầu của ngành chức năng. Từ đầu năm 2015 đến nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Long Mỹ ra quyết định xử phạt hành chính 11 trường hợp người dân xây cất trái phép, không đúng theo quy định, với số tiền 70 triệu đồng. Trong đó có 10 trường hợp xây dựng không xin phép và 1 trường hợp xây dựng sai phép. Bên cạnh việc kiểm soát giao thông đường bộ thì an toàn đường thủy cũng được lực lượng chức năng chú trọng quan tâm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian mưa bão, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang ban hành công văn 198 về việc tăng cường kiểm tra hoạt động vận chuyển hành khách và vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa. Theo kế hoạch, Thanh tra Giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra,
rà soát tất cả các bến đò ngang chở khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Theo đó sẽ đình chỉ hoạt động các bến không có giấy phép mở bến, xử lý các phương tiện hành khách không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Thường xuyên kiểm tra phao tiêu, hệ thống thông tin tín hiệu, báo hiệu đường thủy nội địa, luồng lách, các bến hàng hóa, tập kết vật liệu. Hiện tỉnh đang quản lý gần 11 tuyến, có tổng chiều dài 233 km và địa phương quản lý 30 tuyến với tổng chiều dài 352 km. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã cấp đổi 124 giấy phép hoạt động, trong đó bến thủy nội địa là 71 giấy phép và bến khách ngang sông là 53 giấy phép. Bản tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại. Bản tin an toàn giao thông vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Hậu Giang. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website www.hậugiangtv.vn, qua kênh YouTube của đài cũng với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.